Lúc này đang là buổi sáng ngày 17 tháng 12 năm 2017 và chúng tôi đang chuẩn bị tháo chiếc đồng hồ ra để chuyển về cho nhà bác Đức ở phố Quan Nhân. Đây là cái nút thử chuông. Và khi mà ấn vào nút thử chuông đấy là chúng ta sẽ biết là đồng hồ nó hoạt động về hệ thống chuông bình thường. Và mỗi một lần mà ấn cái nút thử chuông đấy là nó sẽ tăng lên 1 giờ. Ý là để điều chỉnh chuông cho nó chuẩn. Và cái này thì chỉ lưu ý quý vị là khi sử dụng cái đồng hồ này thì lưu ý quý vị là chúng ta phải sử dụng cái pin khô. Thế khi nào mà hết là chúng ta sẽ thay bằng pin khô, còn nếu thay pin nước nó rẻ, nhưng mà nó khi nó chảy nước ra nó sẽ hỏng máy. Có thế thôi. Và khi chúng ta điều chỉnh giờ nhớ là điều chỉnh xuôi. Bây giờ chúng tôi đang tháo đồng hồ ra. Alo. Cái chanh bữa tiệc ly ấy hả? À em ơi, cái chanh bữa tiệc ly là bên anh.